Điều ông đây là văn phòng của tôi, hi. How are you? Good morning. Với ông là hai cái ba trợ lý mà người Việt hiện nay cũng đều là cùng cái thế hệ như ông, là cũng đã từng là các cựu danh thủ, cũng là đội tuyển quốc gia và cũng là đã từng thi đấu cho Hà Nội FC. Tôi rất muốn là khi ông có cái cơ hội trao đổi, gặp gỡ các anh ấy nhiều thì có thể là cũng sẽ chia sẻ thêm về những cái câu chuyện trong đội, những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ, để từ đó ông sẽ có những cái phân công công việc cụ thể cho từng người trong ban huấn luyện. Với là cái văn hóa câu lạc bộ thì là không có văn hóa là mình sợ thua, mà chúng ta phải quyết tâm chiến thắng đã. Xin quý vị hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội và tân huấn luyện trưởng Daiki Iwamasa.史上伝統のあるこのクラブに監督として、仕事できることを非常に光栄に思っています。で、これまでも強い歴史を刻んできたチームですけれども、これからさらに発展する段階にいると思っていますので、それにその手助けをしたいというふうに思います。まず、サッカーというものは長期的に取り組んでいくべきものと短期で取り組むべきものと両方あるというふうに思っています。まず監督として、短い期間で結果を出せるようにというところがまず第一にあります。その上で、長期的にこのクラブが発展するためのアドバイスも少しずつ、できればいいなと。相手を圧倒するサッカーが好きですし、それを目指すのが監督としての哲学でもあります。ただそれは先ほども言ったように長期で考えるものと短期で考えるものがあるので、それを選手たちの日々のトレーニングを見ながら、どの段階、どのぐらいのバランスで、今のチームを作るべきなのかを、見極めるのが監督の仕事だと思っていますので、それを早急にやっていきたいと思います。今、大家看见有几个状况，我的位置比我中有几个是都应该干我，我的位置单踢，那我的位置踢了，对了，两头兔。Được coi là một nhân vật của nhân phó cái Nhật Bản. Hơn nữa thì trong cái chương trình đấu chơi của huấn luyện viên Đăng Ký thì cũng rất phù hợp đối với cả đội của phòng Hà Nội Việt Nam. Trong thời gian huấn luyện viên Đăng Ký là huấn luyện trưởng của đội của Nhật Bản thì chúng tôi đã cảm thấy tiêu chí là phù hợp với các đội của.2つ目に関しては、プレッシャーというものは、あると思いますが、正直に言ってそれがこの世界の日常です。で、僕はその世界でもう20年、生きてきましたので、プレッシャーがあるかないかといえばあるんでしょうけども、それが僕の日常です。今であればサッカー選手ですけども、その選手たちがプレーしやすくなるようにマネジメントするだけですので、そのために僕は仕事をするということなので、カジノのやり方は当然そのままここには持ち込みませんし、例えば同じベトナムのクラブでこのクラブとあのクラブは違うのかもしれませんし、それをもうその場その場で提供していくだけです。